Hội tụ toàn cầu cùng nhau soi sáng con đường của chúng ta. Our most beloved Supreme Ngài Thanh Hải, Vương Thiện Sư Thuần Chai kính yêu nhất, gần đây đã nhận lời mời chân thành của Ngài Phil Lane Sierra Thuần Chai, trưởng kế thừa của hai bộ tộc Ahim Tongwan Dakota và Chickasaw, để chia sẻ một thông điệp được ghi âm cho một hội nghị trực tuyến trên toàn thế giới có tên là Hội tụ toàn cầu cùng nhau soi sáng con đường của chúng ta. Sự kiện được tổ chức từ ngày 15 đến 22 tháng 12 năm 2023. Trong thư mời gọi sư phụ, Ngài Philandia đã tuyên bố hội nghị hội tụ toàn cầu nhằm mục đích hợp nhất những tiếng nói và quan điểm đa dạng nhằm thúc đẩy sự đoàn kết, hiểu biết và cam kết chung vì sự thịnh vượng của mẹ địa cầu và tất cả con cái của mẹ. Những hiểu biết sâu sắc về tâm linh và những lời cầu nguyện của Ngài sẽ cộng hưởng sâu sắc với những người tham gia, tạo ra sự kết nối sâu sắc và mục đích chung. Sự tham gia của Ngài vào những lời cầu nguyện thiêng liêng này chắc chắn sẽ để lại tác động lâu dài cho tất cả những người tham dự, truyền cảm hứng cho họ tiếp tục nỗ lực hướng tới một thế giới hài hòa và bền vững. Để đáp lại, sư phụ đã ân cần ghi âm thông điệp sau đây cho những người tham gia hội tụ toàn cầu. Ahoy! Xin chào tất cả người dân vĩ đại của các bộ tộc đầu tiên. Xin gửi tình thư và lòng tôn kính của tôi tới tất cả quý vị đã chăm sóc mẹ thiên nhiên, nguồn lực duy nhất để sinh tồn của chúng ta trên tinh cầu này, từ đất mà chúng ta thậm chí bước đi trên đó. Dĩ nhiên, chúng ta cũng cảm ơn các nguồn dinh dưỡng khác và cho đời sống quý giá của mình như mặt trời, nước, từ cơn mưa, từ sông ngòi, từ mọi nguồn của những vùng nước tuyệt đẹp. Cảm ơn quý vị vẫn còn nhớ cội nguồn của các bộ tộc đầu tiên, truyền thống, lòng biết ơn của quý vị hướng về mẹ địa cầu và mọi chúng sinh khác mà quý vị rất thân thuộc, như thể họ là gia đình quý vị, gia đình trên toàn thế giới. Xin chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất trong ân điển của Thượng Đế, và xin chúc tất cả quý vị rằng những ước muốn cao thượng của quý vị sẽ trở thành sự thật. Xin cảm ơn Tộc trưởng Len vì lời mời tử tế rộng lượng của ông. Tôi nghĩ đến tất cả quý vị rất nhiều và thường nghĩ về tình hình của quý vị. Thượng Đế chăm sóc quý vị như thế nào? Mẹ thiên nhiên và mẹ địa cầu cung cấp quý vị tất cả tình thương, lời khuyên tốt lành và những điều cần thiết, tốt đẹp để cuộc sống quý vị thoải mái hơn. Dù thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, quý vị chưa bao giờ từ bỏ những truyền thống, những giá trị, kiến thức tâm linh và tất cả những điều quý báu của quý vị. Đó là một điều tuyệt vời mà quý vị giữ gìn. Nó có giá trị hơn rất nhiều so với bất kỳ sở hữu hữu hình và vật chất nào. Và tất cả quý vị, những công dân của các bộ tộc đầu tiên, đều biết tất cả điều đó, trân quý tất cả những điều đó rất tốt. Và tôi rất cảm động và biết ơn vì điều đó. Xin hãy nhớ là Thượng Đế, Mẹ Địa Cầu luôn ở bên quý vị, luôn ở bên tất cả chúng ta, dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không. Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng chúng ta không bao giờ đơn độc, không bao giờ đơn độc trong vũ trụ này. Thượng Đế luôn ở bên chúng ta và thương yêu chúng ta, dù là người dân bộ tộc đầu tiên hay không. Xin cảm ơn quý vị vì vẫn giữ những truyền thống và kỹ năng của quý vị trong việc tôn kính mẹ địa cầu và dành rất nhiều cơ hội trong cuộc đời quý vị để tỏ lòng kính trọng mẹ và để tỏ lòng tôn kính mọi phước lành, lời khuyên, mệnh lệnh của thiên nhiên bởi ân điển Thượng Đế. Và người dân các bộ tộc đầu tiên biết điều đó rõ nhất, bởi vì quý vị luôn luôn cố gắng kết nối với tất cả những gì xung quanh quý vị trong một cách tâm linh, một cách tôn kính nhất và với lòng thành nhất trong trái tim quý vị. Theo lời mời từ Tộc trưởng Len, mà tôi xin nhận với rất nhiều niềm vinh dự, nhân đây, tôi xin gửi lòng kính trọng khiêm tốn, một lòng biết ơn khiêm cung
tới tất cả quý vị, vì luôn ghi nhớ để biết ơn những gì chúng ta có được từ Mẹ Thiên Nhiên qua ân điển Thượng Đế toàn năng, và bằng việc thực hiện nghi lễ và họp mặt để tỏ lòng biết ơn trong bầu không khí hân hoan. Qua đó, quý vị cũng nhắc nhở cả thế giới cách sống theo các đức hạnh, lòng tốt, biết ơn, khiêm nhường và trên hết tình thương dành cho Thượng Đế. Cảm ơn quý vị về tất cả những gì quý vị đã và đang làm suốt thời gian qua, kể từ khi chúng ta tồn tại, để luôn giữ sự khiêm nhường này, lòng biết ơn và tình thương dành cho Thượng Đế, cho di sản tâm linh và cho tất cả những gì tồn tại xung quanh chúng ta. Chúc cuộc sống quý vị luôn tràn đầy tình thương và phước lành này, và tất cả những gì cao thượng, tâm linh, và trên hết là đẳng cấp tâm thức và hoài bão trên cõi trần này. Tôi chỉ có thể nói, xin gửi tất cả tình thương của tôi dành cho quý vị, tất cả sự tôn trọng chân thành của tôi dành cho quý vị, và cả trái tim tôi kết nối với quý vị, và tất cả chúng ta đều được kết nối với đấng tối cao, bất cứ khi nào chúng ta nhận thức được sự kết nối như vậy. Theo quan điểm tôi, theo quan sát của tôi, những công dân của các bộ tộc đầu tiên có kiến thức rất cao đẳng về kết nối này với Thượng Đế và với tất cả những gì hiện hữu xung quanh chúng ta trên tinh cầu này. Xin hãy giữ nó như vậy để ban phước bản thân và để ban phước tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Chỉ xin nhắc quý vị một lần nữa rằng tất cả quý vị, người dân của bộ tộc đầu tiên, hãy gìn giữ kiến thức và truyền thống tâm linh theo cách tốt nhất, và bằng cách thực hành nó, quý vị sẽ nâng cao nó hơn nữa. Quý vị sẽ nâng cao kiến thức này trong trí nhớ của mình và cho các thế hệ mai sau. Bằng việc thực hành, nó sẽ khiến chúng ta trở nên tinh thông trong bất kỳ lĩnh vực nào, nhất là trong lĩnh vực tâm linh. Vào thời điểm khẩn cấp này, địa cầu của chúng ta thực sự đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tinh tấn hơn trong việc tu hành và tuân thủ lối ăn thuần chay để giữ lòng trắc ẩn và lòng yêu thương nhân ái dành cho mọi chúng sinh sống cùng với chúng ta trên địa cầu quý báu này. Xin Thượng Đế ban phước quý vị cho điều đó. Amen. Xin khiêm cung cảm ơn quý vị lần nữa và một lần nữa cho lời mời này. Nó cũng làm tôi nhớ đến điều quý báu nhất trong cuộc đời chúng ta, đó là sự kết nối tâm linh với Thượng Đế. Xin chúc quý vị mọi thành công cho buổi họp mặt tuyệt vời, cao thượng này, và hơn nữa, trong bất cứ điều gì khác có giá trị tâm linh trong cuộc sống của quý vị, và để truyền lại cho các thế hệ mai sau. Xin Thượng Đế kính yêu nhất ban phước quý vị và tất cả các bộ tộc quý vị. Xin Thượng Đế cũng ban tình thương, phước lành và tha thứ cho tất cả chúng ta. Amen. 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 Chúng con sâu sắc tri ân sư phụ kính yêu vì đã chia sẻ thông điệp thăng hoa của Ngài nhằm tôn vinh vẻ đẹp và sự tốt lành của Mẹ Thiên Nhiên, nhấn mạnh cách mà người dân thuộc các bộ tộc đầu tiên nhẹ nhàng quan tâm và tôn trọng Mẹ Địa Cầu, đồng thời nhắc nhở tất cả chúng con rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống của chúng con là sự kết nối thiêng liêng với Thượng Đế. Xin gửi lời cảm ơn rất nhiều tới Ngài Philancia Thuần Chay và tất cả những người tham gia hội tụ toàn cầu vì sự cống hiến tha thiết của vị nhằm giúp đoàn kết nhân loại và theo đuổi hòa bình trên địa cầu thông qua sự kiện này và nhiều những nỗ lực khác. Xin chúc tất cả người dân vĩ đại thuộc các bộ tộc đầu tiên mãi mãi được ban phước trong ân điển của thiên đàng. Để biết thêm thông tin, hội tụ toàn cầu cùng nhau soi sáng con đường của chúng ta, vui lòng truy cập